sức sống của con. Lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa chan hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Kính thưa quý vị và anh chị em, trong chương trình suy niệm lời Chúa hôm nay, cha Giuse Lăng Kinh Luân sẽ đến với quý vị và anh chị em qua bài phúc âm hàng ngày, chia sẻ lời Chúa và suy niệm. Mến chúc quý vị và anh chị em một buổi suy niệm sốt sắng và an bình trong Chúa. Kính thưa quý ông bà anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ suy niệm lời Chúa thứ ba trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Để đây xin kính mời quý ông bà và anh chị em chúng ta cùng nghe lời Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy bà Maria Magdala đứng ở ngoài gần bên mộ, bà khóc. Bà vừa khóc vừa cúi xuống nhìn vào trong mộ, thì thấy hai thiên thần mặc áo trắng ngồi ở nơi đã đặt thi hài của Đức Giêsu, một vị ở phía đầu, một vị ở phía chân. Thiên thần hỏi bà: "Này bà, sao bà khóc?" Bà thưa: "Người ta đã lấy mất Chúa tôi rồi, và tôi không biết họ để người ở đâu." Nói xong, bà quay lại và thấy Đức Giêsu đứng đó, nhưng bà không biết là Đức Giêsu. Đức Giêsu nói với bà: "Này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?" Bà Maria tưởng là người làm vườn liền nói: "Thưa ông, nếu ông đã đem người đi, thì xin nói cho tôi biết ông để người ở đâu, tôi sẽ đem người về." Đức Giêsu gọi bà: "Maria." Bà quay lại và nói bằng tiếng Hebrew: "Rabuni", nghĩa là lạy thầy. Đức Giêsu bảo: "Thôi, đừng giữ thầy lại, vì thầy chưa lên cùng Chúa Cha. Nhưng hãy đi gặp anh em thầy và bảo họ, thầy lên cùng Cha của thầy, cũng là Cha của anh em, lên cùng Thiên Chúa của thầy, cũng là Thiên Chúa của anh em." Bà Maria Magdala đi báo cho các môn đệ: "Tôi đã thấy Chúa", và bà kể lại những điều người đã nói với bà. Thưa quý ông bà anh chị em, phúc âm hôm nay kể lại cuộc gặp gỡ giữa bà Maria Magdala và Chúa Giêsu phục sinh. Chuyện kể về bà Maria sáng sớm đã ra mộ Chúa và bà khóc vì thương mến Chúa. Bà chứng kiến cảnh ngôi mộ trống, bà chỉ thấy hai thiên thần, một vị đứng ở đầu, vị đứng ở cuối. Và bà cũng chứng kiến người làm vườn. Bà không nhận ra người làm vườn, bà không nhận ra Đức Giêsu. Và chỉ khi Chúa Giêsu lên tiếng gọi bà Maria, gọi tên bà, thì bà mới nhận ra đó là thầy mình. Và có lẽ thì bà Maria rất vui mừng vì lại được gặp gỡ thầy mình. Nhưng mà cuộc gặp gỡ này không phải là cuộc gặp gỡ trước đây, cuộc gặp gỡ giữa hai thế giới khác nhau. Trước đây thì cuộc gặp gỡ giữa bà Maria Magdala và Chúa Giêsu là cuộc gặp gỡ giữa hai con người sống ở thế giới này. Nhưng mà hôm nay một cuộc gặp gỡ Chúa Giêsu ở một cái thế giới khác, một thế giới vô hình, mà không phải ai cũng thấy Chúa, chỉ có Maria Magdala là người thấy Chúa. Nhưng Chúa Giêsu cũng trong cái cuộc gặp gỡ này cũng đã mặc khải cho Maria Magdala về việc Ngài đã sống lại và phải về cùng Chúa Cha, và không thể ở lại với các môn đệ mãi được. Và bà và chính Chúa cũng truyền lại cho bà: "Hãy đi nói với các môn đệ của thầy về những gì
mà bà đã chứng kiến. Sự chứng kiến đó là thầy đã phục sinh. Thế hôm nay thì cái sứ điệp cũng là cho chúng ta thấy làm sao chúng ta thấy Chúa với hai cái thế giới này. Chúa ở một cái thế giới vô hình, chúng ta ở một cái thế giới hữu hình. Làm sao để chúng ta thấy Chúa, làm sao chúng ta nghe được tiếng Chúa, làm sao chúng ta nhận ra Chúa. Đấy cũng là một cái câu hỏi cho cuộc sống của chúng ta hôm nay. Bởi vì có khi chúng ta cũng tin Chúa đang phục sinh, nhưng làm sao để trong cái đời sống của chúng ta nhận ra Chúa mỗi ngày luôn ở với chúng ta. Bởi vì thật ra Chúa ở một cái thế giới khác, nhưng Chúa luôn luôn hiện diện với mỗi người chúng ta, luôn luôn đồng hành với mỗi người chúng ta. Như cuộc sống đưa đẩy chúng ta, khi một cái cuộc sống chúng ta quá bận rộn rất nhiều thứ, cơm áo gạo tiền, với một cái xã hội ồn ào, náo nhiệt. Đời sống chúng ta khó nhận ra Chúa, đời sống chúng ta khó nghe được tiếng Chúa. Thế như thế thì trong cái đời sống tin, nếu chúng ta không nhận ra được Chúa, chúng ta không nghe được tiếng Chúa, thì chúng ta phải sống làm sao? Thế có lẽ hôm nay chúng ta cũng phải nhìn lại, có khi Chúa gọi chúng ta mỗi ngày, Chúa gọi tên chúng ta mỗi ngày, nhưng chúng ta không nhận ra tiếng Chúa, bởi vì thật ra Chúa ở xa chúng ta, hay có khi tương quan của chúng ta với Chúa quá xa. Thế như thế để chúng ta làm sao hôm nay, chúng ta cũng giống như bà Maria, một cách nào đó chúng ta phải làm lại một cái mối tương quan với Chúa, một mối tương quan gần hơn, để khi Chúa nói chúng ta nhận ra Chúa liền. Và để khi chúng ta nghe Chúa, chúng ta hiểu được Chúa muốn gì trong đời sống của chúng ta. Maria Magdala đã nhận ra được cái sứ điệp đó là rao giảng Chúa phục sinh cho mọi người, cho các môn đệ của Chúa. Thì hôm nay Chúa đã sống lại, thì làm sao chúng ta cũng mang một cái tâm tình ấy, hay một cái sứ điệp ấy, rao giảng Chúa phục sinh cho tất cả mọi người. Nhưng làm sao để rao giảng bằng đời sống của chúng ta, bằng sự chứng kiến, bằng sự cảm nghiệm về đức tin. Hay như thế chúng ta cần phải đào sâu đức tin của chúng ta, cần phải có một cái tương quan mật thiết với Chúa. Không thì chúng ta không thể nào rao giảng của Chúa phục sinh mà chỉ có một cái trống rỗng, một tâm hồn trống rỗng. Chúng ta không thể nào làm cho người khác, chúng ta không thể làm cho người khác tin được, chúng ta không thể thuyết phục người khác được. Hay như thế, để hôm nay chúng ta cũng chứng nhìn lại, khi chúng ta cử hành Chúa phục sinh, chúng ta cũng phải nhận ra rằng Chúa ở với mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng phải khám phá Chúa luôn hiện diện với mỗi người chúng ta. Chúng ta phải khám phá Chúa muốn nói gì, và để chúng ta rao giảng cái lời Chúa ấy cho mọi người. Amen. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.